Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức thời sự cuối ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số khoảng 100.000 du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới thì đứng đầu là Australia với khoảng 25.000 sinh viên, nghiên cứu sinh, tiếp theo là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Con số này cho thấy Australia, đất nước với nền giáo dục hàng đầu thế giới, môi trường học tập tiên tiến có sức hấp dẫn lớn đối với du học sinh Việt Nam. Thêm vào đó, Australia cũng nằm trong nhóm các quốc gia dành nhiều suất học bổng có giá trị nhất cho Việt Nam ở tất cả các bậc học, nổi bật là chương trình học bổng phát triển được chính phủ Australia trao tặng hàng năm với mục đích hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng. Kể từ khi Australia và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 cho đến nay, chính phủ Australia đã dành nhiều suất học bổng cho công dân Việt Nam tới sinh sống và học tập tại Australia. Hiện tại, học bổng Australia dành cho Việt Nam gồm có học bổng phát triển Australia ADS và học bổng năng lực lãnh đạo Australia ALAS và học bổng Endeavo. Đây là một hoạt động quan trọng trong các chương trình viện trợ song phương mà Australia dành cho Việt Nam hàng năm. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học tại Australia và trở về Việt Nam, các cá nhân được cho học bổng sẽ góp phần nâng cao năng lực, thực thi một cách có hiệu quả các chính sách trong các hoạt động của các cơ quan chính phủ Việt Nam, góp phần cải thiện công tác giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong cả khu vực nhà nước lẫn khu vực tư nhân, cũng như đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức xã hội. Chương trình học bổng phát triển của chính phủ Australia năm 2012 sẽ có 250 suất học bổng dành cho các ứng viên xuất sắc của Việt Nam đi du học Australia ở bậc sau đại học bắt đầu từ niên khóa 2013. Mỗi suất học bổng giá trị 300.000 đô la Australia, gồm toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và học phí cho sinh viên theo học tại bất kỳ một trường đại học nào ở Australia. Chương trình học bổng năm 2012 cũng có một số thay đổi. Ngày mở là ngày 1 tháng 2, ngày kết thúc nhận được hồ sơ là 30 tháng 4, cho nên đây là được kéo dài hơn 6 tuần. Cho nên các ứng viên có nhiều thời gian hơn để nộp đơn. Thứ hai là năm nay tất cả 3 nhóm đối tượng phải nộp hồ sơ trực tuyến. Đến nay đã có khoảng hơn 4.000 sinh viên Việt Nam được chính phủ Australia trao học bổng. Đặc biệt với chính sách ưu tiên, nhiều cá nhân thuộc các tỉnh nghèo, các vùng khó khăn trên cả nước đã được lựa chọn trao học bổng ADS. Trước tiên là tự hào đã, bởi vì được người nói là người đầu tiên của tỉnh có thể đạt được cái học bổng như thế này. Nhưng mà mình không những phải học tốt để có thể sau này về làm tốt, mà còn phải làm sao để phát huy được cái cơ hội đó để sau này có thể về xây dựng trở lại cái quê hương của mình. Mối quan hệ Australia và Việt Nam đã bước sang một trang mới với quan hệ đối tác toàn diện, hứa hẹn các hoạt động hợp tác, hỗ trợ cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó có chương trình học bổng phát triển chính phủ Australia dành cho Việt Nam, một hoạt động đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực cho Việt Nam, giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ và trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.